Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của gió Đông Nam nên trong sáng nay ở phía Đông Bắc Bộ vẫn có lúc có mưa nhưng chỉ là lất phất mưa nhỏ và mưa phùn. Sau đó đến trưa chiều khi gió Đông Nam yếu, trời sẽ có nắng nhẹ về chiều và nhiệt độ sẽ phổ biến ở ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó ở phía Tây Bắc Bộ ít chịu tác động của gió Đông Nam ẩm hơn, thậm chí là ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La trời có nắng ngay từ sáng, nên nhiệt ngày sẽ cao từ 26 đến 28 độ. Tuy nhiên, đến chiều và tối nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên độ cao từ 3.000 đến 5.000 mét nên sẽ có mưa rào và có nơi có dông. Với các tỉnh thành phố miền Trung, ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nằm trong vùng tác động của gió Đông Nam ẩm, nên lúc này trời vẫn còn có mây nhiều, sương mù vẫn đang xuất hiện dày, làm cho tầm nhìn xa thấp. Tại các khu vực khác của miền Trung đã chuyển nắng nhẹ. Trong sáng và trưa nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, đến chiều mới có nắng nhẹ, nhiệt độ cao từ 27 đến 28 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ trong khoảng 28 đến 30 độ. Còn ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ. Ở phía Nam lúc này, Nam Bộ và Tây Nguyên trời có nắng nhưng nhiệt độ chưa cao. Hiện tại ngoài trời ở Tây Nguyên nhiệt độ đang là 19 đến 22 độ, trời se se lạnh. Tại Nam Bộ đang mát mẻ với mức nhiệt trong khoảng 23 đến 25 độ. Tuy nhiên, trời nắng mạnh từ sớm nên từ trưa và chiều nay ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và một số nơi thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt độ cao trong khoảng 35 đến 36 độ. Tại các khu vực khác của miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến cao từ 33 tới 34 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cũng ở ngưỡng cao từ 31 đến 33 độ, một số nơi nóng cục bộ với mức nhiệt 35 độ. Trên biển, khu vực huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông đến đông nam, cường độ ở mức cấp 3, cấp 4. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông và đông bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Tầm nhìn xa các nơi đều thoáng đãng trên 10 km, sóng biển thấp dưới 2 m và không nơi nào có tình trạng biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.